Hello, how are you today? As for me, I'm fine, thank you. Hello, chào các bạn. Hôm nay khỏe không? Hải không? Thì cảm ơn, tốt. Hôm nay chúng ta có bài tập cho năm mới nha. Lâu quá rồi, không có bài tập. Rồi, bài tập hôm nay là Homework number 10, bài số 10 nha. Vậy chúng ta bắt đầu. Câu đầu tiên, câu 1. Các bạn tập phát âm lấy nha sáu cặp từ dưới đây. Đó mỗi một cặp từ có hai từ nó phát âm nó nó đá giống nhau thì các bạn phát âm làm sao đó thâu vô điện thoại nghe để nghe đi nghe lại để coi cách mình phát âm làm sao để khi một cái người Âu Mỹ đó người họ nghe họ biết được hai chữ này phân biệt là phát âm khác nhau nha. Đó bây giờ cặp đầu tiên Hải Âu sẽ chỉ phát âm một chữ thôi trong cái hai cái chữ đó còn chữ kia các bạn làm sao phát âm ra từ phát âm lấy nha để sao cho nó khác rồi cặp đầu tiên một chữ đọc là feel feel là chữ thứ hai đó còn chữ đầu tiên đọc sao cặp thứ hai bill bill là cái chữ thứ hai đó còn chữ đầu tiên đọc sao cặp thứ ba sell sell đó là chữ thứ hai còn chữ đầu tiên đọc sao? còn cái cặp thứ bốn seat seat đó là chữ đầu tiên còn chữ thứ nhì đọc sao? rồi cặp thứ năm mild mild đó là chữ thứ hai nha còn chữ đầu tiên đọc sao? rồi cặp thứ sáu why Why đó là chữ đầu tiên, còn chữ thứ hai đọc sao? Rồi đó là câu thứ nhất nha. Câu này về phần luyện âm nha. Câu thứ hai về phần văn phạm. Đó, câu này gồm có 5 phần nha, mỗi phần là một cái câu nói. Câu đầu tiên là Mr Jones talked to me last night and his wife talked to my wife today ông Jones nói chuyện với tôi hồi tối qua và vợ ông ta nói chuyện với bà xã tôi ngày hôm nay. Rồi câu này chúng hay chập chặt chỗ nào hay chúng chỗ nào ha. Rồi phần B tức là B. We order we order two fishes and six eggs for dinner. Chúng tôi gọi tức là vô nhà hàng á, mình kêu hai con cá và yeah. sáu trái trứng cho bữa tối. Rồi câu này trúng trật chỗ nào? C. These house are beautiful. Mấy căn nhà này đẹp. Rồi trúng trật ra sao nha? D. Our family watch TV together. Là nhà gia đình chúng tôi, vợ chồng con cái vậy đó. Cùng coi TV với nhau. E. He goes to Paris last year. Ông ta đi Paris năm ngoái. Rồi, nó trật đúng chỗ nào chỉ ra nha. Rồi, qua câu 3. Câu này là phần dịch nha. A. What have you been up to lately? What have you been up to lately? B. Did you catch the latest movie? Did you catch... The latest movie. C. I'm looking forward to the weekend. I'm looking forward to the weekend. D. What do you like to do in your free time? What do you like to do in your free time? E. Do you have any pets? Do you have any pets? Rồi như vậy chúng ta xong homework number ten rồi nha. các bạn làm bài nộp vô cũng được nếu nộp vô được thì tốt còn nếu không tự làm bài lấy để dành đó nha để chúng ta coi lại kỳ tới ra lời giải coi trúng được bao nhiêu phần trăm nha chúc các bạn làm bài tốt nha học good D